Nhịp sống hiện đại hồi hạ, mỗi người trẻ sẽ có một cách riêng để tìm niềm vui và thư giãn cùng bạn bè. Vẽ tranh ngoài cảnh cũng là một trong những thú vui đang được nhiều bạn trẻ chọn lựa. Một chuyến đi xa cùng bè bạn, thỏa sức sáng tạo với những bức tranh, đó còn là cơ hội để được sống và hòa bình với thiên nhiên. Cặp đang trẻ, chúng ta hãy cùng đến với hoạt động đầy thú vị này. Những ngày cuối tuần rời xa phố thị, tìm đến với những thắng cảnh đẹp xứ Huế để vẽ tranh ngoài cảnh đang trở thành thú vui của nhiều bạn trẻ. Khi mình đi vẽ phong cảnh ở ngoài trời như thế này thì mình học được rất là nhiều điều. Đầu tiên đó chính là mình được biết thêm nhiều địa điểm mới ở Huế. Thứ hai là mình được kết bạn với nhiều người bạn cùng chung đam mê sở thích với mình. Thứ ba là mình có thêm nhiều cảm hứng để vẽ hơn, khác với những thứ mình được học ở trên trường. Không cần phải được đào tạo chuyên nghiệp về hội họa, vẽ tranh ngoài cảnh là sân chơi tự do, nơi cả bạn trẻ có thể tùy thích tạo nên những tác phẩm của riêng mình. Những giây phút bỏ lại những áp lực học tập, công việc và đắm mình vào niềm yêu thích hội họa thiên nhiên luôn mang đến nhiều cảm nhận đặc biệt cho các bạn trẻ này. Thường vào những ngày cuối tuần mình cùng bạn bè cùng nhau đi vẽ tranh ngoài cảnh và mình cảm thấy rất là thoải mái, không khí rất là trong lành, đặc biệt mình đã được trau dồi những cái kỹ năng vẽ của mình nhiều hơn. Mỗi buổi trải nghiệm dường như thú vị hơn khi được khám phá nhiều không gian, nhiều cảnh sắc tuyệt đẹp của Huế. Không cần phải chuẩn bị quá nhiều, chỉ với một vài dụng cụ cơ bản, chọn một địa điểm thích hợp là bạn đã có thể thỏa sức sáng tạo cùng những bức tranh. Thường thì mình vẽ tranh trong phòng, nhưng bây giờ mình được trải nghiệm vẽ tranh ngoài trời như thế này thì cho mình được cảm giác rất là thoải mái và thỏa sức sáng tạo và có nhiều cảm hứng khi sáng tác tranh hơn. Sáng tạo và vui với những đường nét, sắc màu và thiên nhiên trong lành của xứ Huế không chỉ là cơ hội để mỗi bạn trẻ rèn luyện kỹ năng hội họa mà còn là những phút giây thư giãn lắng lòng mình. Khi đi vẽ một bức tranh ngoại cảnh thì mình nghĩ các bạn có những cái lưu ý như sau. Thì cái thứ nhất là các bạn nên chọn về thời gian đi và ban ngày để có đủ ánh sáng để các bạn quan sát cái sự vật, sự việc hơn. Cái thứ hai là mình nghĩ các bạn nên tìm vị trí vẽ sao cho phù hợp và bao quát hơn để thuận tiện cho các bạn quan sát toàn phong cảnh. Vẽ tranh ngoài cảnh phù hợp với nhiều bạn trẻ và đang trở thành xu hướng khi lối sống gần với thiên nhiên đang ngày càng là sự lựa chọn của giới trẻ Huế. Được hòa mình trong vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh và hết mình với đam mê hội họa cũng là một cách sống chậm giữa nhịp sống hối hả hiện nay.